Ngày 5 tháng 12 năm 2023, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã dẫn giải tàu số hiệu BTR-7688 vận chuyển khoảng 80 mét khối cát không rõ nguồn gốc về tới cảng Hải đội 301 tại thành phố Vũng Tàu để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 4 tháng 12, trên khu vực biển giáp ranh giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tiền Giang, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tiến hành kiểm tra tàu mang số hiệu BTR-7688. Tại thời điểm kiểm tra, thì tàu BTR-7688 đang hút cát từ dưới biển lên tàu. Trên tàu lúc này có 4 thuyền viên do ông Nguyễn Vũ Linh, sinh năm 1994, quê Hưng Lễ, Dòng Trơm, Bến Tre làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu của ông Linh, thì tàu đã hút được khoảng 80 mét khối cát nhiễm mặn, nhưng không có giấy tờ chứng minh hợp pháp theo quy định của pháp luật. Hiện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đang tiến hành điều tra xác minh và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.